Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay nhà vườn Đạt Nhung xin quay cho quý vị và các bạn một cái lô cây. Đây chính là cây mua Thái. Cây mua Thái hay còn gọi là cây sim Thái. Cây của nhà vườn thì hiện nay đang ôm nụ hết rồi. Cây nào cũng ôm nụ. Đấy, đầu mùa xuân nên là cây bắt đầu hoa. Cây hoa mua này là cây mà ưa khí hậu nóng lạnh đều ok nhé. Nhưng mà nó hoa chủ yếu vào các mùa như là mùa hè. Và bắt đầu từ bây giờ trở đi là nhiều hoa này. Cây lúc nào nó cũng sẽ lên đọt mới và sẽ ra được những cái nụ như thế này các bác nhé. Một chùm 3-4-5 nụ luôn. Nhà vườn Đạt Nhung có địa chỉ ở khu nhân giống 31 ha, phố Nguyễn Mậu Tài, thị trấn Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Này, cây này của nhà em đã nuôi được cao cả 1 mét rồi. Đấy, bông đây mọi người nhé. Đây là mặt hoa này. Bác nào mà làm du lịch thì chắc chắn là không thể bỏ qua loài hoa đẹp như thế này. Một loại hoa rất là đẹp và sang. Đấy, một cây thì có hàng 20-30 cái ngọn và mỗi cái ngọn đều có những cái búp như thế này luôn. Đây, cây này rất là to này. Bác nào mà lấy cây mua Thái hay còn gọi là cây sim Thái về trồng cảnh quan du lịch thì inbox cho nhà em nhé. Cây bầu rễ ổn định này, rất là nhiều rễ. Nhà em thì nuôi bầu to rồi. Nuôi bầu to nên là cây trồng sống 100%, không phải nghĩ gì về việc sống hay không sống nữa. Vì mua cây của nhà em là em bảo hành cho các bác. Cây rất là đẹp nhá. Bác nào mà lấy thì inbox trực tiếp cho bên nhà vườn Đạt Nhung ạ. Địa chỉ nhà vườn ở khu nhân giống 31 ha, phố Nguyễn Mậu Tài, thị trấn Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Cảm ơn các bác đã xem video ạ.